phải đi nhanh mới được chứ. Trời, bao bì mà anh kêu đi nhanh vậy sao mà được. Quen rồi. Quen rồi. Cái này dây chuyền gì đây? Cái này mới mua ở tiệm tạp hóa, có mười mấy ngàn rồi, đừng có hỏi. Xạo á mọi người, cái này vàng thiệt nha. Chị ơi. Ủa cái gì vậy? Bạn thân của tôi mới kêu ơi đó. Cô Dâu Diệu Linh và chú Ghệ Thành Tân. Trời ơi đẹp trai đẹp gái quá. Thầy anh với em làm lại bộ anh cưới đi, anh nhìn cũng đẹp. Thôi hết tiền rồi. Vậy anh bán cầm dây chuyền vàng của anh đi. Vàng giả sao bán? Báo không? Quà ổn nè, chấn động. Cái gì vậy trời? Quá tà. Ok, thì hôm nay hả anh Đức và bà V quyết định là sẽ quay cho mọi người một cái vlog cực kỳ là đã luôn. Đó là tham dự đám cưới của bà Linh ở dưới Long Xuyên Giang nha. Thì nói chung là hôm nay bạn thân tôi cưới. Bởi vậy tất nhiên là tôi phải vô tôi quầy rồi đó mấy keo. Ủa, tôi cưới luôn chứ. Tào lao, em với anh Đức là đã cưới rồi nha mấy keo. Bây giờ mình sẽ đi vô coi coi hôm nay đám cưới của chị Linh là có các idol nào tham dự. Đúng, và đám cưới của Linh trang trí những gì. Vô. Ủa gì vậy? Rồi cái hình cưới người ta ở đây đâu? Oh no. Ai lại? Trả lời. Đây, hai nhân vật đầu tiên. Trời ơi, ra bà nội ơi. Hai nhân vật này thôi. Tội nghiệp cái gì, ổng mà quen rồi anh ơi. Xin giới thiệu ạ. Chương trình anh Duy à. Nghe nghiệp. Ca sĩ chứ mọi người. Tối nay là quậy banh sân khấu luôn. Mình xin giới thiệu, mình tên là Trân. Hôm nay bạn đi phụ dâu hay là bạn là cô dâu nè? Mình đi để mình đi xin vía để bé gái á. Ủa chưa cưới mà xin vía để bé gái là đây, sao đây đến đây để gặp Vi thôi. Ủa mà tôi đáng trai má ơi. Xin giới thiệu cặp vợ chồng son tên gì ạ? Bước chừng Mai Ngọc. Nghề nghiệp chụp hình dạo. Kinh doanh tự do. Chủ là bà chủ shop nha mọi người. Rồi nhưng mà còn một nhân vật rất là quan trọng của cặp đôi này nữa, đó là rồi con giới thiệu đi, con tên gì? Con tên Khánh Vân. Con tên Khánh Vân nhưng mà tên ở nhà con là gì? Tên Dâu Tay. Tên ở nhà là bé Dâu Tay và anh Thạc Dẻ nha bé. Ơi xin chí đó sao? Ôi Thạc Dẻ nè, Thạc Dẻ. Máy về chú nuôi luôn đi. Bye bye bye, nuôi giùm cảm ơn. Trời ơi nuôi giùm cảm ơn. Trời ơi đợi. Bye bye. Ủa? Về cho nó con đi. Thật là quái trưởng các bạn ạ. Dạ, xin chào mọi người ạ. Thì hiện tại là em xin phỏng vấn một cái bạn rất là quen ạ. Ủa, dạ em chào mọi người, chào chị. Ôi, này, cũng đi đâu. Ôi, dạ chị Linh mời. Ôi, đã, rồi ngày mai là may bưng quả luôn nha keo đó. Mình luôn ở đây mình phỏng vấn các bạn này đó. Một cô bé rất là xinh đẹp đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu tên tuổi và nghề nghiệp nha bé. Xin chào mọi người, mình tên là GB Thanh Trung. Của mình đó là Báo. Báo à, ở nhà Báo á bé. Rồi, ok. Rồi, bà này sợ quay hả? Thôi, vậy quay bà này. Đừng quay. Ngại quá à, ngại lên mới quay ghê luôn á. Giới thiệu nha. Tôi tên là Diệu Hoàng, nghề mới của tôi đó là nhạc sĩ có một bài duy nhất. Vậy là ngày mai ra giới thiệu bài. Bài tên bài Quyết cưới được em. Hay quá nhạc sĩ. Ê, bạn mốt mình không vấn lên sóng, mình để chân xuống luôn bạn. Không, cái này là miền Tây anh ơi. Miền Tây. Ngày mai tôi chắc ở chợ mua thêm cọc dây chuyền vàng giống tôi nữa là đem vô y sĩ luôn á. Đây bên đây là nhạc sĩ, còn bên đây là ca sĩ. Bên này là kịch sĩ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Gigi. Mình là nhà sáng tạo nội dung, là ca nhạc sĩ. Năm nay mình 2K8. 2K8 rồi bé. Là 28 tuổi hả? Gì vậy? Đúng không? Mình tuổi hả? Trời đất ơi, dễ thương quá trời luôn trời. Hiện tại em đang ngồi ở giữa hai cái bạn này cũng khá là quen. Và em xin hỏi phỏng vấn giới thiệu tên tuổi ạ. Dạ em có hỏi về tên không chị? Đó luôn em. Hỏi về tên luôn. Dạ. Em tên Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Nay em mới đẻ. Em mới đẻ mà em ngồi đây hả bé? Rồi. Nhân vật quen thuộc à. Tên tiếng Thái của em là Cao rồi. Mọi người biết tên Việt của em rồi. Không biết thì có thể lên trang Google nha. Google sợ đó bé. Rồi ok bé. Em tên gì nè em? Dạ em tên Tiên. Dạ em là chàng trai mái tóc hoa lai tới từ đất nước Gia Lai đó anh. Dép Gia Lai chó nhai Hồng Đức. Tiếp theo mình sẽ phỏng vấn tới đàn trai nha mọi người. Hồi nãy giờ là thấy rất là nhiều bạn nữ siêu cô tê học men luôn. Bây giờ tới cái vàng này là rất là ok. Nãy. Cái gì vậy trời? Dạ xin chào mọi người, mình là Lúc Đi. Hiện tại mình đang làm ca sĩ với ca khúc vô cùng là hit viral mang tên Đừng Yêu Bằng Lời Hứa. Mọi người nhớ vào và ủng hộ cho Lúc Đi nha. Ok. Cái này chị phỏng vấn team nam á em, nên mình men lên chút. Xin chào mọi người, mình là Lúc Đi. Và ok.
Xin chào mọi người, mình là Thành Ba Tê. Giỏi quá. Mình là Divo producer. Anh này là nhạc sĩ nè mọi người, quá xinh xò luôn. Còn đây cũng là nhạc sĩ và ca sĩ luôn. Anh đang mắt mày đỉnh. Đúng vậy, quá chúc. Các idol của chúng ta đang tập trung, rất là tập trung để quay top top. Cái gì, cái dáng lạ quá vậy? Oh no. Em ổn không Đạt? Em lên chị bóng mới mệt á. Chị bóng lên em mệt. Thật sự là rất biết ơn vì cả anh Bảo và Đạt đã rất hỗ trợ để giúp Vấn có thể quay một chiếc clip về anh bắt cái ghế đi ngấn trong em về. Đó, quá đã luôn. Dạ, đây là chị Lê Bóng đó. Quá trời xinh luôn nha mọi người. Chào mọi người, hiện tại thì chúng mình đang có mặt ở nhà của Linh và chuẩn bị cho đám cưới của Linh vào ngày mai. Thì mọi người cùng đón chờ xem là đám cưới của Linh có những gì đặc biệt nhá. Ok. Bà bầu buổi sáng thức dậy rất là sớm, lý do là đám cưới của Linh mọi người ơi. Nhà có cô Hai đi lấy chồng đó, cô Hai là bà Diệu Linh, còn cậu Út là anh Thành Tân nha mọi người. Đó, có những cái quá là xinh, trời đất ơi quá đã luôn. Hiện tại là đang cầm bó bông nhưng mà tôi phải cô dâu nha mấy keo đó. Này là bó bông cô dâu để lại đây, để xíu cô dâu cầm. Trời ơi, trong lúc chờ đợi cô dâu ra thì mình sẽ review xem hôm nay chúng ta được ăn những cái món nào nha. Tôm nè mọi người, mực dồn thịt nè. Rồi hả, đây là nguyên một cái khay á mà hả, có rất là nhiều đồ, ví dụ như chả nè, gà nè, bánh chiên. Rồi này bánh mì chắc là mình sẽ chấm với lại bò kho hay gì đó. Rồi có bún để ăn lẩu nữa. À cái món này là ăn lẩu hả chị? Đó, ngon quá. Lẩu nấm. Rồi bên đây là một cái nồi chiên khổng lồ để mình có thể chiên bánh. Chị Vy, trời nay ngày vui chị, em hôm sáng không về nha. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy. Bà bầu không muốn bia nha. Ủa? Hello mọi người, mình là team xinh gái. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn Trâm một câu hỏi. Đó, đố Trâm là cô dâu chú ghệ đã quen được mấy năm rồi? Mấy năm? Trả lời đúng mấy câu quà. Như là 9 thì 10 năm rồi đúng không? Một số thôi, 9 thì 10. 10 ra 10 năm, chắc chưa? 10 hả? 10 Trời ơi, vậy đừng không kẹo. Được, ok. Chính xác luôn, chồng 10 năm. Đố em, cô dâu chú ghệ đã quen nhau được mấy năm? Trời ơi, cô này hỏi ai? Hỏi em là đúng tuổi rồi. 10 năm hồi qua, em mới thấy cô dâu đăng hình. Trời ơi, dữ dội, hay quá em ơi. Tặng em một cây kẹo nghe hả? Đố bà Di, Linh và chú ghệ đã quen nhau được mấy năm? Cái thời điểm mà Di bắt đầu chơi với Linh là từ 2 năm trước. Là lúc đó Linh đã kêu rằng là mình quen bạn trai được 8 năm. Vậy thì bây giờ đám cưới thì bao nhiêu ạ? 10 năm. Trời ơi, quá xịn luôn, tặng một cái kẹo nè. Ý là trả lời đúng thì 10 cái chứ. Đúng rồi, nhưng mà trả này cho tôi nha bà nội. Trời đất ơi, giờ hai bé có ăn kẹo không nè? Dạ có. Đó thì hai mình sẽ trả lời câu hỏi đó là: đố mọi người, cô dâu chú rể quen nhau được mấy năm rồi? Em nghĩ là 10 năm. Yeah. Em nghĩ... Coi chụp sai đó nha, coi chụp sai đó. 9 năm. Vậy thì May là người chiến thắng. Tại vì cô dâu chú rể đã quen được 10 năm rồi. Nhưng mà không sao, tặng một cái kẹo khích lệ. Không sao. Thì đám cưới chủ yếu thì xin đi thôi à. Xin với lấy chồng thôi bé. Xin với lấy chồng thôi. Hay xin với có bầu không? Dạ không. Đố chị, cô dâu chú rể đã quen nhau được mấy năm rồi? 10 năm. Đâu sao ai cũng trả lời đúng hết nhở? Ôi chị tặng kẹo cho chị. Dễ thương. Trời ơi, hiện tại bà Gia đang có một cây kẹo đỏ lè đỏ lét. Thì phải trao cho một gia đình cũng đỏ lè luôn mọi người ơi. Dạ hello anh chị, cho em phỏng vấn một câu được không ạ? Được. Trời đất ơi, cái câu này dễ lắm. Đố anh chị là cô dâu chú rể đã quen nhau được mấy năm rồi? Dễ. 10 năm. 9 năm. Anh nói gì vậy? Gõ gẹt bữa Linh nói 9 năm. 10, hay bữa đi nhậu với ông Chi 10. Anh không có cãi em được. 9 năm, chỉ có 9 năm thôi. 9 năm, gõ gẹt là 9 năm. 10 đúng không? 10. 9 năm, em nói với anh là con là không. Không, ăn kẹo đi con, ăn kẹo đi con, để đi con. Nhà trai đến rồi, nhà trai đến rồi, mình đi quay thôi. Nhìn từ xa hồng lè hồng lét là vàng bưng quả của nhà trai nha. Dạ cho cô chú dạ. Thôi chú ghế mọi người. Dạ chú ghế hai cái. Đúng rồi, chú ghế là đang xách cái gì. Cái vali đó hơi vàng nha bé, cái vali ngon ạ. Đây đang một cái vàng chát thì mình cũng có màu xanh lè xanh lét luôn nha mấy keo đó. Hôm nay là nhà cô dâu chú ghế là làm tông xanh hồng rất là xinh luôn. Bữa nay em làm chap boy ạ. Chap boy hả bé? Chap boy. Chap boy nha em. Chap boy nha em. Đây là anh Bảo Mr. Beagle mọi người đó. Anh Bảo đang cài bông vô. Rồi bây giờ mình sẽ phỏng vấn tới. Lấy tiền hình ảnh nè. Lấy tiền hình ảnh. Ôi dạ. Như cái mâm này hơi nặng nha. Cái này mấy cái. Nặng quá hả bà bầu bà hỏi đó. Cái vàng khác xinh quá mấy kêu ơi. Cái này trong này là sẽ có nến và rượu. Rồi em bấm gì em trai? Rồi đố ai biết là cái giữa cái mâm này với cái mâm rượu cái mâm nào nặng hơn.
xem à, hình như này nặng hơn mà không biết là cái hồi mình là cái gì. Nặng là cái này nè. Oh no. Nặng là cái này nè. Một con gà và 1, 2, 3, 4, 5 cục xôi khổng lồ nha mọi người. Most in my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Các bạn với thành tập thì như biết lẽ nó không ra lời gà cho mấy đâu gắn dài dọn đó là cắt thành. Mấy em biết ảnh này cho nên là một cái kỷ niệm sau này cho em cháu mình đó. Mình cách hơn cháu thời gian một chút cũng xin chúc mừng với em luôn ạ. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn ở biển rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc tại đâu, có tổ tông trước rồi sau mới có mình. Hai cháu nay được kết tình, nhớ ơn tông tổ sinh thành tạo lai. Hãy đem nhiều dữ lại.